Chồng Ốc Thanh Vân chuyện ngoại tình là bình thường. Ốc Thanh Vân cũng tiết lộ, chồng cô từng đi với người thứ ba và cả hai đã phải rất nỗ lực để có bình yên như hiện tại. Vừa qua tập 10 chương trình Sao Hỏa Sao Kim đã lên sóng. Với chủ đề về người phụ nữ bản lĩnh, tham gia tuần này là sự xuất hiện của vợ chồng Ốc Thanh Vân Chí Rùa. Tại đây, họ đã lần đầu chia sẻ thêm đôi điều về cuộc sống hôn nhân của mình. Ốc Thanh Vân, chồng tôi cũng từng đi với người thứ ba. Người phụ nữ như tôi nếu biết chồng có người khác thì được quyền ghen, ghen như điên. Nhưng mọi chuyện sau đó thế nào phải phụ thuộc vào bản lĩnh của chính tôi. Tôi không đánh ghen hay đi kiếm người thứ ba kia mà phải tự rà soát lại chính tôi và mối quan hệ giữa vợ chồng tôi cũng như rà soát lại chồng tôi. Với một cặp đôi mà quen nhau 10 năm mới cưới, rồi cưới được 10 năm như vợ chồng tôi thì không chuyện gì là không xảy ra. Cũng có lúc phải lên bờ xuống ruộng rồi, chồng tôi cũng từng đi với người thứ ba. Tới bây giờ chúng tôi thoải mái nhắc lại mọi thứ vì những chuyện không hay ho kia đã xảy ra hết rồi. Bây giờ tôi sẵn sàng nói hết ra để mọi người thấy rằng để có được bình yên thì cả hai phải thành thật nỗ lực. Không có gì dễ dàng cả, quan trọng là bạn có muốn vì người đó hay không thôi. Khi chồng tôi ngoại tình, việc người vợ như tôi xuất hiện kịp thời là rất quan trọng để lôi chồng về. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, tôi ghen là chuyện bình thường. Nếu tôi lỡ có làm gì không đúng và nhận thức được điều đó, tôi sẽ ngay lập tức tìm mọi cách chân thành nhất, thậm chí là hạ thấp bản thân mình tới mức tận cùng để chồng tôi thấy được tôi đang sửa sai. Lúc đó những hình ảnh gia đình hay những gì đã có với nhau sẽ nhắc nhở tôi rằng không bao giờ được phạm phải điều này một lần nào nữa. Ốc Thanh Vân, tôi xin tiền chồng tôi, chứ có xin tiền chồng người ta, xin tiền thiên hạ đâu. Phụ nữ thành công hơn sẽ khiến đàn ông cảm thấy anh ta lúc nào cũng lép vế so với vợ. Nếu phụ nữ như tôi lúc nào cũng muốn mình thành công hơn thì hạnh phúc gia đình sẽ không giữ được. Phụ nữ mà xin tiền chồng thì cũng đâu có làm sao. Tôi xin tiền chồng tôi, chứ có xin tiền chồng người ta, xin tiền thiên hạ đâu. Xin tiền chồng thì có gì mà không bản lĩnh. Tuy nhiên bây giờ là thế kỷ nào rồi mà phụ nữ vẫn phải đi xin tiền chồng. Tôi tự đi làm có tiền mà tiêu đi chứ. Tôi sống khá vất vả, ai nhìn vào cuộc sống của tôi cũng đều hỏi sao con ốc này nó vất vả quá vậy. Trên sân khấu, người ta gọi tôi là Đào Tức Tả, tức là làm hết việc này việc kia, không lúc nào thông dong hết. Nhưng tôi yêu sự vất vả của mình vô cùng. Hai đứa đã từng nói với nhau rằng, gia đình mình đông con thì chỉ có một trong hai đứa ra ngoài làm thật nhiều thôi, người còn lại cũng làm nhưng phải thông thả hơn để ở bên con đưa đón con và cho con ngủ. Một trong hai người phải làm được điều đó. Ốc Thanh Vân, điều tôi thương nhất ở chồng là anh rất có hiếu. Trong lúc khó khăn, cảm giác như không thể chịu đựng được nữa người còn lại. Ngoài chuyện trân quý quãng thời gian bên nhau, tôi sẽ nghĩ về những điều tốt đẹp nhất ở người đó. Với chồng tôi, điều tôi thương nhất ở anh là anh rất có hiếu. Tôi từng bước vào nhà và thấy chồng cắt móng chân cho bố, những khi ông bệnh. Những biến cố lớn trong cuộc đời tôi xảy ra khi bố tôi mất. Lúc đó tôi cấu gắt stress, không kiểm soát được mình, nhưng chồng tôi luôn ở bên trong lúc đau đớn nhất đó. Rồi sau đó chồng lấy số tiền hai vợ chồng tích góp được để xây cho mẹ một ngôi nhà để mẹ được thoải mái nhất. Tất cả những điều này khiến tôi cảm ơn chồng, em cảm ơn anh. Nếu bên cạnh em là một người đàn ông khác, có thể giàu có hơn, giỏi giang hơn, thành công hơn, nhưng không có hiếu như thế thì cũng không thể ở bên cạnh em được. Trong lúc tôi đau đớn nhất, chồng tôi hiểu và ở bên tôi, đó là điều may mắn tôi có được, cảm ơn anh. Chí Rùa, với tôi việc vợ lao ra ngoài kiếm tiền là hạnh phúc. Gia đình tôi hiện nay theo chế độ mẫu hệ, theo tôi chuyện ngoại tình là bình thường, người xấu, người đẹp, người giàu, người nghèo, ai cũng từng gặp trường hợp đó rồi. Kiểu gì chẳng có lúc người phụ nữ khác mời mình về nhà chơi, nhưng lúc đó phải xem vợ có gọi về đúng lúc không đã, nếu vợ không gọi thì chắc chắn tôi sẽ đi về nhà cô gái kia. Phụ nữ cũng có tay có chân, có đầu óc phải đi kiếm tiền thì bản lĩnh đâu mà cứ xin tiền chồng, phụ nữ mà bản lĩnh là không cần phải ghen. Đối với tôi, việc phải làm hậu phương và để vợ lao ra ngoài xã hội kiếm tiền không phải thiệt thòi mà là hạnh phúc. Vân ra ngoài làm nhiều việc bận rộn nhưng về vẫn lo hết từ con cái tới quần áo đồ ăn, đó là điều rất tốt, tôi thấy mình còn được hơn những người khác. Lúc nào tôi cũng muốn là người đàn ông thành công hơn hiện tại, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thành công hay không không quan trọng bằng hạnh phúc, nếu mình thành công và áp đảo vợ thì cũng chẳng vui. Có những lúc chúng tôi khó khăn tới mức muốn buông tay nhau, lúc đó tôi nghĩ về quãng thời gian đã trưởng thành cùng nhau. Bây giờ có quay ngược thời gian lại cũng khó kiếm được người nào phù hợp hơn để trưởng thành cùng mình. Đây không phải là sự hiểu nhau mà là ăn vào nhau rồi. Hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim làm điều này cho người đặc biệt nhất cuộc đời. Xăm hình cũng là cách mà Tim khẳng định tình cảm dành cho con trai và luôn mang khoảnh khắc đẹp của hai cha con đi khắp nơi.
Mới đây trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tim vừa đăng tải dòng trạng thái: "Một người quan trọng nhất đời tôi, người làm tôi mạnh mẽ, người làm tôi bước ra khỏi buồn đau, người làm tôi cười mỗi ngày, người làm tôi không bao giờ gục ngã. Tôi phải cảm ơn người này rất nhiều, không có ba mẹ bất cứ người thân nào bên cạnh và chỉ duy nhất người này làm tôi tự vượt qua khó khăn, tự tiêu hóa nỗi buồn của ái tình, của nhân gian, của bằng hữu. Từ hôm nay không cần mang hình chúng ta trong bóp hay để hình trên xe nữa, một dấu ấn để chào đón 2019. Happy New Year." Đây chính là khoảnh khắc khiến Tim rất xúc động trước hành động ấm áp mà cậu con trai Cát An dành cho mình khi đi ra ngoài trước đám đông. Con trai là người quan trọng nhất đời nên nam ca sĩ đã quyết tâm xăm hẳn khoảnh khắc này lên cả phần bắp tay. Vượt qua mọi cơn đau mũi kim, Tim rất hài lòng với hình xăm đặc biệt và ý nghĩa như thế này. Thời gian vừa qua, chuyện hôn nhân của vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh luôn khiến khán giả phải quan tâm trong một thời gian dài. Không còn giữ im lặng hay trốn tránh, chính nam ca sĩ là người đã khẳng định rằng hai vợ chồng đã chính thức ly hôn. Anh khẳng định: "Vâng, tôi đã ly hôn từ hơn một năm nay, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn văn minh của nhau, cùng chăm sóc con để có tuổi thơ tốt đẹp. Dù sao cũng phải sống cho con, cho nó phát triển tốt. Tình yêu nam nữ không phải là tất cả nếu so với tình yêu cha mẹ dành cho con thì nó không bằng đâu." Chuyện tan vỡ của họ đã khiến nhiều khán giả tiếc nuối, được biết cả hai vẫn sống chung nhà với nhau và tôn trọng cuộc sống của đối phương. Vượt qua nhiều thách thức, tưởng chừng như vợ chồng Tim sẽ có được một cuộc sống hôn nhân gia đình cực hạnh phúc bên cậu con trai. Tuy nhiên, họ lại có cái kết chẳng ai mong muốn. Đến hiện tại, còn có rất nhiều khán giả vẫn đặt niềm tin rằng cặp đôi này sẽ sớm quay về với nhau. Trọn vẹn khoảnh khắc đẹp trong lễ đính hôn của Lê Hà và người yêu điển trai ở Gia Lai. Người đẹp đã có một buổi lễ ấm cúng nhưng cũng rất kỹ lưỡng ở khâu trang trí tại lễ ăn hỏi vào dịp cuối tuần qua. Vào dịp cuối tuần qua, không chỉ có đám cưới của Tiến Đạt gây sự chú ý của mọi người mà buổi lễ ăn hỏi của học trò Hồ Ngọc Hà. Lê Hà The Face và người yêu Trung Hiếu cũng thu hút không kém cạnh. Theo đó, sau một thời gian hẹn hò và công khai trên mạng xã hội, thì cả hai đã chính thức tổ chức buổi lễ ra mắt hai bên gia đình và bạn bè tại quê nhà Gia Lai. Mới đây nhất trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải hàng loạt khoảnh khắc. Tại ngày vui này, cô tâm sự: "Cảm ơn tất cả mọi người thật nhiều. Thanh xuân của chúng ta, có khá đông bạn bè thân thiết của Lê Hà đã vượt đường xa về tận nơi này để chúc phúc cho đôi uyên ương như Phí Phương Anh, Chúng Huyền Thanh, Quỳnh Thư, Kim Chi, Minh Trung." Tại lễ đính hôn, Lê Hà chọn chiếc áo dài trắng tinh khôi cùng cách trang điểm nhẹ nhàng khiến cô càng tôn vinh lên được nét đẹp dịu dàng. Cặp đôi này luôn nhận được nhiều lời khen bởi cả hai đều xinh đẹp điển trai, cực xứng đôi vừa lứa. Được biết, ông xã của người đẹp hiện đang kinh doanh ở Gia Lai, cùng quê nhà của cô. Sau một thời gian hẹn hò thì họ đã có một cái kết đẹp. Theo như lời nhân vật chính chia sẻ thì đám cưới sẽ chính thức diễn ra vào tháng 4, 2019. Thay vì chọn ánh đèn sân khấu, thần thái trên sàn cát quốc thì Lê Hà đã đặt hạnh phúc gia đình là trên hết. Hai chữ bình yên ở cô nàng thì không quá xa lạ cho những khán giả xem The Face mùa đầu tiên. Cô nở nụ cười rạng rỡ khi được người thân dắt ra chào hai bên gia đình. Tại ngày vui này thì không thể nào vắng mặt các bạn bè thân thiết. Dàn người mẫu cũng nhanh chóng có cả loạt khoảnh khắc tung hứng vui vẻ bên nhau. Theo lời Lê Hà thì những nhân vật này chính là thanh xuân của nhau. Sau khi rời khỏi gương mặt thương hiệu, các cô gái vẫn giữ mối quan hệ chị em thân thiết. Việc cô kết hôn không có gì quá bất ngờ, bởi từ sau chương trình này, chân dài gần như không tham gia nhiều vào các hoạt động showbiz hay sàn cát quốc nữa. Thỉnh thoảng, khán giả mới thấy người đẹp xuất hiện trong các sự kiện của bạn bè thân thiết. Hãy cùng gửi lời chúc hạnh phúc đến Lê Hà và Trung Hiếu nhé! Harry Won tung ảnh khóa môi tình tứ cùng Trấn Thành, vui mừng khi được fan chúc mau có em bé. Mở đầu năm 2019, Harry Won đã bất ngờ tung bộ ảnh chụp chung cùng Trấn Thành. Cả hai gây chú ý với màn khóa môi đầy tình tứ. Tuy nhiên, điều thú vị nhất lại là đoạn đối thoại của Harry Won và fan khi hé lộ điều nữ nghệ sĩ đang mong muốn nhất. Trong dịp chào mừng năm 2019, nếu như nhiều sau việc khoe hình ảnh xum vầy bên gia đình hay đi du lịch, tụ họp bạn bè, thì Harry Won lại khoe bộ ảnh ngọt ngào tình cảm cùng Trấn Thành trên fanpage cá nhân cùng nội dung: "Cuối năm rồi, cho vợ chồng em ngọt ngào tí, lấy tinh thần năm sau, hai vợ chồng phấn đấu làm việc thật tốt, sức khỏe thật tốt, thương nhau hoài. Chúc các bạn khán giả năm mới vui vẻ, năm 2019 thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha." Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất
lại là đoạn hội thoại của người hâm mộ và Harry Won đã để lại dưới bộ ảnh mà nữ nghệ sĩ đã chia sẻ. Nhiều người đã để lại lời chúc mừng năm mới với nhiều thành công trong sự nghiệp đến Harry Won và Trấn Thành, đồng thời chúc vợ chồng nữ nghệ sĩ sẽ mau chóng có em bé trong năm sau. Nhận được lời chúc tốt đẹp của người hâm mộ, Harry Won không khỏi vui mừng và phản hồi, ý, chúc này được nè. Thậm chí một số fan còn đặc biệt danh cho nhóc tì tương lai nhà Harry Won là bé Rishi. Được ghép từ tên Harry Won và biệt danh Trấn Xin của Trấn Thành khiến nữ nghệ sĩ cũng phải bày tỏ sự thích thú trước tên gọi này. Trấn Thành và Harry Won là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì làng giải trí. Cả hai vừa kỷ niệm 2 năm ngày cưới trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Sau đám cưới cổ tích vào năm 2016, Trấn Thành và Harry Won liền tập trung cho sự nghiệp bằng việc xuất hiện dày đặc trên các chương trình giải trí, hoạt động nghệ thuật. Harry Won đã từng nhiều lần bị đặt nghi vấn mang thai, nhưng tất cả đều không phải là sự thật, khiến người hâm mộ phải lần lượt thất vọng. Trong khi đồng nghiệp Trường Giang vừa kết hôn đầu năm nay đã báo tin vui, thì Trấn Thành và Harry Won vẫn cứ im hơi lặng tiếng, khiến người hâm mộ không khỏi sốt ruột thay hai vợ chồng. Hy vọng trong năm 2019, Trấn Thành Harry sẽ mang đến một bất ngờ lớn cho làng giải trí. Chưa biết điều này có thành sự thật hay không, nhưng chắc chắn nhóc tì của gia đình Việt Hàn sẽ là một trong những em bé hot nhất showbiz trong tương lai.